Vâng, đệ tử Cao Phong xin chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ lên sóng quay cho các bác một cặp loa Mỹ xịn sản xuất tại Mỹ, loa PV. Loa PV nó quá nổi tiếng bởi vì cái chất âm của nó hay hơn loa JB các bác nhá. Loa JB xịn, nếu những đôi loa PV có giá tầm khoảng 20 triệu thì những đôi loa JB xịn phải có giá tầm khoảng 4 50 triệu thì chất âm mới bằng loa PV được. Bác nào đã dùng loa PV rồi các bác biết là các cái giải bass trung tép của nó lên cực kỳ hay. Bát đánh ấm sâu uy lực và cái tép của nó nảy bay hơn loa JB. Và hôm nay em sẽ lên cho bác một phân khúc loa PV cao cấp. Model của cặp loa là SP5XT. Vừa rồi em có cặp 2XT cũng rất là đẹp. Nhưng 2XT thì nó to cao hơn, nó cồng kềnh hơn. Nhưng đôi này thì nó nhỏ gọn, chơi gia đình rất là hợp lý. À, cái kích thước của cặp loa 5XT này ấy, là chiều cao nó là 65, chiều ngang là 48 và chiều sâu là 38. Đấy, thùng vách rất là đẹp, một bát một tép kèn, loa trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, dòng loa PV tiếng của nó rất hay, giá vừa phải hơn là loa so loa JB. Đấy, bác nào quan tâm đến giá cả cũng như là nội thất thì kết nối Zalo với lại điện tử Cao Phong, số điện thoại của em là 0772260096. Đây em quay xa để các bác ngắm nhìn tổng thể một cặp loa PV SP5XT. Và rồi em về cặp loa 2XT thì có rất là nhiều các bác cứ hỏi là có 5XT không. Đấy, thì không có đâu, bởi vì những dòng loa PV nó cứ về đôi nào biết đôi đấy, chứ còn cái số lượng của nó không bao giờ có nhiều, và những đôi nào về thì mới biết thôi. Thì hôm nay em về được cái đôi mà các bác hỏi, thì em cũng không lưu số bác nào cả, bác nào xem video thấy thì alo trực tiếp cho em. Thì hôm nay em về được một đôi 5XT nha các bác nha, 5XT. Em nhắc lại là chiều cao là 65, chiều ngang là 48 và chiều sâu là 38. Đôi này trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối. Quay gần cho các bác này. SP5XT, loa sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Margin USA. Ừ. Rất là đẹp, kể cả nguyên bản hết cả tem nhá. Tem trên, tem dưới. Các bác nhìn nhá. Nếu bác nào quen về loa PV rồi thì bao giờ các bác nhìn những cái tem trên, tem dưới này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, cái căng này bằng sắt, tép kẹt, bát 40 các bác nhá. Bát 40 rất là đẹp. Thì hôm nay em làm cái clip quay sơ qua bên ngoài, còn bác nào quan tâm đến nội thất thì kết nối Zalo với em. Quan tâm đôi loa này, dòng loa này thì các bác yên tâm là không bàn về cái chất âm của nó. Chất âm của nó rất là hay, các cái góc trên dưới đều có bo nẹp góc này, mà nhìn này đó, nỉ nước còn rất là đẹp. Hai tay sách vận chuyển có logo PV, và đây là cái thông số này. Bác nào mà dành về loa PV thì bao giờ phải có một cái tem nhôm bên dưới như này. Cái tem này thì các bác không cần phải đẹp đâu nha, nhưng nó còn cái tem này mới là giá trị. Mất cái tem này thì nó mất giá trị, bởi vì cái tem này nó liên quan đến số lô, số series này. Số series từng quả nhá. Và mã vạch. Tem này thì không lẫn vào đâu được, nó là hàng Mỹ nòi rồi. Và đây là cái thông số PV này, sản xuất tại Mỹ nhá mà. 100% sản xuất tại Mỹ. SP5XT. Đấy, Margin USA. Con này công suất của nó đánh maximum là 500W, còn đánh trung bình là 250W. 8 ohm và cắt cốt server xuống 1000 cực kỳ là cao, 1200 Hz. Crossover. Còn đây các cái chế độ các bác chơi này, ở hai cái nút các bác cắm bằng toàn bộ là cắm jack 6 ly, nhưng mà hai cái nút mà các bác có nhìn có chữ là normal là các bác đánh ở chế độ thông thường, tức là thông thường thì nó đủ các giải bass trung tép. Còn bác nào đánh vào cái cắm vào cái chữ một cái nút mà có chữ 2 này thì đánh toàn tép lời và tép. Còn các bác đánh vào cái cắm vào cái chữ slow này thì gần như là đánh theo kiểu như là đánh đánh súp, tức là cái giải sâu. Tức là con này nó có loa này nó có rất là nhiều các cái chế độ các bác lựa chọn các bác chơi. Đấy, loa trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Loa sản xuất tại Mỹ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, tem nhôm này. Đấy, số series các bác nào cần xem số series đúng cái hai quả này, có gì này. Số series 0722645. Quả này nhá. Cũng như vậy này, số series này. 0722609091. Đó, có nhìn chỉnh nét có gì này. Đó, các bạn nhìn nhỉ, 0722601. Đấy. Quả nào cũng rất là đẹp. Thùng vách đẹp, loa zin. Và đặc biệt là cái đôi 2XT này ấy. À 5XT này, thùng vách của nó gọn gàng, chơi trong các phân khúc gia đình từ phòng nhỏ đến những cái phòng tầm khoảng 5 70 mét vuông các bác đều chơi được hết. Đấy, tiếng của nó rất là hay. Hôm nay em sẽ làm video ngắn gọn để giới thiệu đến các bác là có hàng. Đấy, bác nào mà vừa rồi em bán những cái đôi mà 2XT mà cứ hỏi có 5XT không thì đây, hôm nay về được một đôi 5XT rất là đẹp.
Mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ với em. Số điện thoại của em là 077-22-60096 hoặc 036-872-4218. Em giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.